Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên cả nước đã tác động tích cực đến đời sống của các cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Cũng từ phong trào này thì đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có mức thu nhập từ hàng trăm triệu đồng một năm. Trang trại tổng hợp của nhà bà Tuyết ở bản Kiến Xương. Những năm trước đây, gia đình bà trồng cà phê, nhãn lồng. Do thời tiết lạnh, băng giá, sương muối trên diện rộng nên những loại cây trồng này không thể sống nổi. Không nản trước những thất bại, bà Tuyết đã đi tìm tòi học hỏi các nơi để canh tác, thâm canh, tăng năng suất cây trồng. Thấy bưởi diễn, bưởi da xanh phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu, bà quyết định trồng gần 500 cây. Hàng năm cứ vào vụ thu hoạch, các thương lái đến tận vườn để mua. Kết quả mỗi năm thu nhập từ vườn bưởi trên 200 triệu đồng. Ở quanh đây, ở khu vực này cũng có rất nhiều nhà trồng bưởi, nhưng mà mình cũng đi thử nhiều vườn rồi, nhưng mà mình cảm thấy vườn bưởi ở đây có chất lượng, nó ngon hơn, mọng nước hơn. Họ trồng bằng phương pháp hữu cơ, nên mình mang đi bán ra ngoài thị trường, họ cảm thấy tin tưởng và họ mua, thu mua nó nhanh hơn ạ. Không làm được. Ngoài cây bưởi, bà Tuyết còn tận dụng đất trồng xen canh thêm cây chè dưới tán cây bưởi, trồng theo hướng hữu cơ. Cây chè cho thu nhập gần 100 triệu đồng một vụ. Trong trang trại của mình, bà Tuyết còn có ao cá và nuôi thêm gà đẻ trứng, gà thịt. Chăn nuôi gia cầm cũng mang về cho bà nguồn thu đáng kể. Cách làm hay này đã mang về cho bà Tuyết tổng thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Trước đây gia đình chị là một hộ nghèo, trải qua những nguồn vốn từ hộ nghèo thì chị cũng đã phát triển dần mô hình kinh tế cũng như là giúp cho những bà con ở trong bản của mình là cùng theo là sản xuất với mô hình trồng cây ăn quả. Và đến nay thì cái nhóm và cũng như cái mô hình của chị cũng đã lan tỏa ra rất nhiều hộ trong bản và giúp cho nhiều hộ có phát triển kinh tế tốt hơn. Mô hình kinh tế của nhà bà Tuyết thì cũng được coi là mô hình điểm. Chúng tôi cũng tổ chức cho các hộ gia đình đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Và từ đó thì các hộ gia đình cũng về phát triển và làm thêm tại hộ gia đình của mình. Thì cụ thể là trên địa bàn xã thì cũng có thêm các mô hình là cũng trồng chè và trồng sen các cây ăn quả như là trồng sen cam, trồng sen bưởi da xanh. Ngoài trồng trọt và chăn nuôi, với xưởng chế biến chè, bà Tuyết thu mua, tiêu thụ chè cho bà con trong vùng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà Tuyết còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.